một ngày thật chán ở thành phố xe hơi. Chào Charlie nhí, chào Pico nhí. Có phải mưa làm các em phải nghỉ chơi không? Hatter nhí tới kìa. Hôm nay mưa nên không thể chơi trên không rồi, nên em phải tới sân chơi để chơi à? Pico, Charlie, các em muốn ra ngoài và chơi với Hatter không? Trò chơi của Hatter có vẻ vui đây. Hatter nói em ấy biết nơi có nhiều vũng nước lớn hơn. Thế em ấy nào? Wow, vũng nước này hoành tráng quá ha. Nhưng nó không ngăn được Hatter. Khoan đã, em ấy biến mất rồi. Phew, thật mừng khi gặp lại em Hatter. Cho dù bây giờ em khá là dơ. Có vẻ như bùn kẹt vào cánh quạt của Hatter rồi. Các em nên đưa em ấy tới tiệm rửa xe của Tom, mấy nhóc à. Chào bạn Tom, cánh máy bay trực thăng của Hatter bị dính bùn. Bạn có thể rửa sạch cho em ấy không? Tuyệt. Các em à, hãy dẫn Hatter vào trong tiệm và Tom sẽ đi lên phòng điều khiển của anh ấy. Bạn sẽ bắt đầu việc rửa sạch bùn đất bằng cách nào vậy, Tom? Ý kiến hay đó. Vòi hoa sen sẽ cứu trôi những lớp bùn đất đi. Tới bước kế tiếp rồi. Charlie, Pico, các em có muốn đi chung không? Được rồi, để xem Tom có gì trong kho cho các em nào. Xịt bọt xà phòng và lau chùi à. Có vẻ đó là sự kết hợp hoàn hảo để làm sạch bùn đất. Các em nên tránh xa chỗ đó đi nào. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tới bước lau chùi. Những bàn chải này sẽ bắt đầu cọ sạch bùn đất bám quanh cánh quạt của Hatter. Tuyệt, bùn đã được cọ sạch rồi. Được rồi, để xem cánh quạt của em ấy có quay lại được chưa. Có lẽ Tom có một số công cụ đặc biệt để lấy bùn đất còn sót ra ngoài. Có vẻ như cần phải xử lý thêm cánh quạt của Hatter, Tom à. Bạn có cái tâm sỉ răng khổng lồ à. Thật hoàn hảo. Đừng lo các em, tâm sỉ răng sẽ giúp Hatter có thể bay trở lại. Được rồi, hãy quay cánh quạt lại nào. Chà, tâm sỉ răng khổng lồ xem ra có hiệu quả. Em nên hạ xuống được rồi, Hatter.
nếu không sẽ đụng vào trần nhà đó. Xuất sắc. Giờ tới bước cuối cùng, sấy khô. Tuyệt. Có vẻ như xong rồi đó. Tom nói vẫn còn một chuyện phải làm, và tất cả các em sẽ được làm luôn. Cái gì vậy? Là si đánh bóng. Giờ nếu như trời lại đổ mưa, nước sẽ không thấm vào các em nữa. Nên các em cứ thoải mái chơi, bất chấp thời tiết ra sao. Chỉ là cẩn thận không nhảy vào vũng nước lớn nữa nha. Cảm ơn Tom. Hẹn gặp lại. Xe cảnh sát Matt chạy nhanh quá. Chắc là một trường hợp khẩn cấp. Wow, anh ấy dơ thật. Chuyện gì vậy Matt? Bạn đuổi theo chiếc xe chạy quá tốc độ rồi tông vào thùng rác sau. Điều đó lý giải tại sao bạn phải vội vã chạy đến tìm rửa xe của Tom. Đi làm sạch bạn thôi Matt. Theo Tom nào. Làm gì trước đây Tom? Máy xịt nước để xịt hết rác ra khỏi người bạn. Giờ chúng ta cần tẩy sạch những vết bẩn đó. Bạn muốn Tom dùng máy tắm xà phòng để bạn được sạch sẽ và thơm tho sao? Được rồi, tới lúc chùi sạch những vết bẩn nào. Sẵn sàng để cọ rửa chưa mét? Được rồi, giờ thì rửa hết bọt xà phòng nào. Bây giờ bạn đứng yên đi Matt, và Tom sẽ khởi động máy sấy. Có vẻ như bạn rất thích nó Matt à. Xong chưa Tom? Bạn đã hoàn thành việc lau chùi mét chưa? Ý kiến hay đó. Máy tắm xà phòng làm việc rất tốt, nhưng một chút chất khử mùi chắc chắn sẽ xóa hết những mùi còn lại. Wow, Matt à, nhìn bạn y như mới. Và lại còn thơm tho nữa. Matt thật sự hài lòng vì sạch sẽ như cũ. Cảm ơn vì mọi thứ, Tom à. Chờ chút. Tom nhìn thấy gì sao?
là cái vỏ chuối. Cẩn thận đó bé. Ôi không, anh ấy sắp tông vào thùng rác đó. Thật là may thùng rác đó trống không mét à. Bạn vẫn còn sạch. Hẹn gặp lại lần sau, Tom. Nè Jeremy, coi chừng cái ổ gà đó. Ôi trời, lấm lem hết rồi. Đừng lo, tìm rửa xe của Tom sẽ rửa cho bạn sạch sẽ. Đi thôi. Chúng ta tới rồi. Theo Tom nào Jeremy, anh ấy biết phải làm gì mà. Bạn có ý kiến nào để làm sạch vết mật ong không Tom? Wow, bạn đã cài thêm nhiều tính năng rửa xe quá ha. Ý kiến hay đó. Dịch vụ lốc xoáy sẽ làm chảy lớp mật ong. Rửa trôi chỗ mật ong đó nào. Chà, nhìn thật là thoải mái. Sẵn sàng tới bước cọ rửa chưa? Tới nơi rồi. Những miếng bọc biển này đã được thấm xà bông. Chà, nhiều bọt quá ha. Tiếp theo là gì Tom? Ý hay đó. Tom sẽ rửa sạch chỗ bọt xà bông đó. Bạn gần xong rồi đó Jeremy. Tụi mình chỉ cần rửa sạch cho bạn thôi. Sẵn sàng chưa? Hơi lạnh hả? Đừng lo, cái quạt này sẽ thổi hơi ấm vào bạn và sấy khô ngay cho bạn. Xuất sắc lắm Tom. Không còn dấu vết mật ong nữa rồi. Đừng quên dịch vụ này nha Jeremy. Chuẩn bị về nhà chưa? Tạm biệt Tom. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ. Bạn thật dễ thương khi sửa lại tổ ong đó. Mình chắc là những chú ong rất vui. Tạm biệt Jeremy. Thật vui vì bạn được sạch lại như cũ. Hẹn gặp lại nha. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại lần sau. Có vẻ hấp dẫn đây. Có một show diễn gì đó đang diễn ra ngay tại công viên này. Là Carlo. Nhưng tại sao anh ấy lại làm một cái phi sai lớn? Và tại sao mọi người lại đứng xem? Này các bạn à, chuyện gì đang diễn ra vậy? Carlo đang cố gắng làm một cái bánh pizza lớn nhất thế giới sao? Tuyệt. Đúng là một người cầu toàn. Bạn nên nhanh lên Carlo. Trời bắt đầu nổi gió rồi. Cái gì? Bánh pizza khổng lồ bị thổi bay rồi. Ôi không, nó rớt lên người của Carlo rồi. Anh ấy bị phủ trong bánh pizza, phô mai và nhân. Cherry nói đúng Carlo. Mọi thứ sẽ qua nhanh thôi. Hãy nhìn lạc quan lên nào. Nè, mặt trời mọc lên rồi.
Tom à, bạn có thể đưa Kalu về tìm đứa xe của bạn chứ? Sẽ không dễ dàng để di chuyển chỗ phô mai đó. Kalu nhìn dơ thật. Bạn sẽ làm cách nào để rửa sạch hết chúng đây Tom? Bạn muốn bắt đầu bằng xà bông, dễ lau để chùi sạch phô mai à? Cha của em nói hôm nay em có thể nhấn nút đó Tom nhí. Anh ấy muốn bắt đầu bằng vòi phun nước để rửa sạch nhân bánh pizza. Chà, khởi đầu tốt đó, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Để xem Tom có thứ gì giúp rửa sạch tất cả vết nước sốt cà chua không nha. Cha của em nghĩ phô mai sẽ dính vào bàn chải nếu dùng chúng. Hãy thử nút khác đi Tom nhí. Xà bông và miếng xốp, tốt hơn đó. Ôi trời, nước sốt cà chua là bong bóng có màu đỏ. Tới lúc chùi sạch lớp sốt với những miếng xốp rồi. Chà, vẫn còn rất nhiều phô mai và bột bánh trên người bạn Kalu. Đừng lo, Tom biết phải làm gì mà. Bạn có thứ gì để chùi sạch tất cả phô mai dính trên bánh xe của Kalu không Tom? Nó giống như một tô phô mai tan chảy khổng lồ vậy. Nó hoạt động ra sao đây? Đừng lo lắng Kalu, hơi nóng chỉ làm tan lớp phô mai thôi, và việc chùi rửa bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nó chỉ giống phô mai tan chảy thôi. Xuất sắc, có tác dụng rồi. Giờ có thể cọ sạch lớp phô mai rồi. Ý kiến hay đó Tom nhí. Dùng cái trục cán đó để làm sạch lớp dơ đi. Tuyệt, tới lúc rửa sạch và sấy khô rồi. Và bạn sẽ xong. Đừng lo, trì mép của bạn sẽ sớm dựng lên thôi. Có lẽ bạn cần một ít xi đánh bóng khi ra ngoài. Tom à, bạn có thứ gì làm cho remap của Kalu nhìn gọn gàng hơn không? Hoàn hảo, làm tốt lắm các bạn.
Kalo muốn cảm ơn hai bạn bằng một cái bánh pizza. Bạn nên cất nó vào trong nhanh lên. Bên ngoài lại nổi gió nữa rồi. Hẹn gặp lại lần sau mọi người.